Trích đoạn Cô Ánh Nguyệt mở đầu song ca cùng Trần Cảnh. Anh Minh Nguyễn thì mến chào. Anh ơi, cậu bài gì không anh? Mà lên sân khấu rồi. Quân Nguyệt. Chào thầy, mời thầy ngồi, mời thầy dùng nước. Đã nhiều lần tôi gian em, đừng có kêu bằng cái tiếng thầy, tôi nghe nó khó chịu lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thì bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ thầy biết, sao thầy không chịu nói ra? Thầy cắn rứt chăng? Tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Để chiều ý thầy, tôi sẽ kêu thầy bằng mình, hoặc ba thằng Tâm, hay chỉ bằng anh thôi. Mình ba thằng Tâm, nếu được tiếng mình có nghĩa là sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, từ nay chúng ta âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở sau cùng. Yeah.
ràng buộc vào quá khứ thì hiện tại một mình tôi đau khổ. Còn tôi vừa ý anh thì sẽ kiếm một người phụ nữ khác, đó là vợ của anh sẽ khổ đau. Thôi thì anh để cho tôi cảm lệ rồi chỉ tình yêu của ban đầu như nước chảy qua cầu vừa gặp kẻ đã xa thôi thì tình của chúng ta riêng đành chịu số xa miền cho con khôn lớn nên người để tròn bổn phận của anh tiếc làm gì đây ngày cưới chứ danh nghĩa nào mà mẹ dám nghĩ đến chuyện lăng liên. Tay gặp gối thiếu còn dáng vợ, trong nắng gấp nền trời đẩy đó quyến vật cuộc sống tuyệt vời. Cả những điều tốt đẹp nhất cho con. Còn chúng ta hãy sống như chim đôi quyên hương trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, một con không ai bồng bềnh trong biển cả, thì từ đó con còn lại một mình nữa sức vô dựng tháng tháng ngày ngày đang rào tỏ lên sóng dữ. Nhưng từ lâu rồi giấc sức mộng từ lâu gắn chấm chạy tình gối chấm dần chiều lâm lùng. Nghe mẹ con xin được lúc trùng phùng duyên chân để không thể nào rước xưa đã lỡ làm đôi mỗi người một nương. Chúng ta hãy xoay bước chân con đang chập chững chân đời quãng đường xa
trái thăm thầm xa vời. Thằng tấm kẻ như thế nào trước cảnh đời tan lời hoa dân. Mỗi giao thời mới cụ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quán. Thế nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng thua mỗi bạc phú vàng. Vậy cũng chưa có đủ, mà thương con á thì phải sống trọn vẹn vì con. Đừng để nó rơi theo vết cổ lối mòn của chúng ta ngày trước. Ngập trong nước sông riêu cành bà ao tù, hãy chấp nhận để cho nó bay xa, đất rộng trời cao, núi hiểm rừng sâu và biển cả muôn trùng. Nói với nuôi hiện tình khốn khổ của người dân ta cầu đôi ba chồng. Có nó đường sáng mắt sáng lòng, phân biệt thế nào là